Giải trí miền Tây chào mừng cô chú các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Hôm nay Giải trí miền Tây chia sẻ với cô chú các anh chị và các bạn về những vấn đề căng thẳng giữa chủ ruộng và cò lái ở giai đoạn này. Giá lúa cao thấp tranh chấp như thế nào các bạn ha? Giờ đây xin mời cô chú các anh chị và các bạn gặp trực tiếp Giải trí miền Tây, tư vấn trực tiếp những anh cò lái cũng như những cô chú anh chị chủ ruộng lúa như thế nào các bạn. Xin mời các bạn. Chị giao mấy? Đầu lấy giá 8 ngữ. Mới có 2-3 ngày cái bắt đầu nó nói bây giờ lúa sụp rồi, nó ngưng, nó không cắt. Cái giờ họp dân lại thì bây giờ nó chỉ hai ra thì nó nói 7.000 rồi, thôi chỉ hai ra là cứ hai lên người được 7.300. Đó. 7.300 hả? Có 7.300 hả? Bằng đầu hợp đồng mà giờ là bỏ cọc 8 ngữ. Bỏ cọc 8 ngữ. Đúng rồi. Rồi xong rồi mấy 2-3 ngày sau vô giờ nó giờ lúa sụp nó ngưng lại, nó không cắt. Không cắt rồi giờ họp dân lại nó nói giờ 7.000 ra không chịu. Rồi cưa hai là lên được 7.300. Cái giống này của chị là giống lúa gì? Giống ba tư gì đó với ba tư OM34 hả? Đúng rồi. Vậy là bây giờ là được 7.300. Có 7.300 hả? Ai người ta cũng lấy cọc 8.500 hết trơn, người nào lấy cọc thì cũng bớt chút đỉnh thôi, còn của mình không lấy cọc. Nó nói chắc ăn rồi là giá 8.500, thấy quen biết rồi thôi không lấy cọc. Tức như vậy là cái ông cò nó cũng quen với chị phải không? Quen với mấy cắt nè, cũng tin tưởng với nhau. Nó nói giờ sụt quá trời thì nó rổ. Cho nên là, nhưng mà bây giờ theo chị thì cái lúa 7.300 thì mình có lời không? 7.300 thì như ruộng nhà thì mà cũng có lời được 2-3 triệu. 2-3 triệu công đó hả? 2-3 triệu công. Còn như mình mướn ruộng vụ này thì mình bằng phát về. Khó quề. Tại vì mình mướn công là hết 2.500.000 rồi. Đúng rồi. Tiền phân thuốc 2 triệu nữa là hết 4.000.000 rồi. Dạ. Rồi chưa tính tiền cắt, rồi tiền xới nữa. Đó. Tiền này tiền kia nữa thì cũng không có lợi gì. Tại vì như ruộng mình mướn nghe, còn ruộng nhà thì mình cũng lợi tầm cỡ 3 triệu. Nếu là ruộng mướn thì coi như phát quề. Phát quề. Coi như lỗ công rồi đó. Đúng rồi. Còn nếu mà ruộng nhà thì lợi tầm 2 triệu ngoài. Cỡ 2 triệu ngoài. 2 triệu ngoài 3 triệu vậy đó. Nhưng mà cái vụ này là cái vụ trúng nhất á. Đúng rồi. Trúng nhất mà nó đã như vậy. Thì tính đâu nằm giá 8.500 thì dân cũng có vừa sống. Dạ. Mà kiểu này đi làm gì đó rồi dân chết luôn. Chết luôn. Chết luôn. 8.500 thì nó kệ đi, 8.500 thì có lợi chút đỉnh thì cứ qua cứ lại cũng sống được rồi. Theo chị vậy là cũng dân cũng khổ phải không? Khổ. Khổ. Mà cái gì bây giờ cũng ép cho dân hết trơn á, nước khối này nào hợp đồng vô 6.000 một khối. Dạ. Vô cho đã đề rồi giờ lên tới 10.100 đồng. Rồi bây giờ dân bắt buộc rồi dân cũng phải xài chứ không xài sao được. Giờ vô rồi vô đổ cái chục triệu, không lẽ không xài giờ cắt bỏ. Nhớ, giờ nước lên 10.000. Nước sạch đó phải không? Sạch đó. Hợp bây giờ là tăng lên 10.200 đồng hả? Đúng rồi. Nó hồi hợp đồng thì có 6.000 hả? Dân vô, ai cũng vô hết. Lúc đó chưa ai vô một hai người hả? Dạ. Rồi bây giờ vô hết trơn rồi xong rồi bây giờ xài mới 2 tháng sau nào bắt đầu cũng tăng lên nữa không có gì đó, rồi dân nào sống chịu nổi. Coi như giá lúa thì thấp xuống. Còn những cái vật chất khác như điện nước thì nó tăng lên hết trơn luôn, cái gì cũng lên hết. Điện có tăng không? Tăng luôn, cái gì cũng tăng hết trơn. Cho nên là dân khổ đúng không? Khổ dân khổ. Vậy là mình rồi lúa nó em thấy để đóng đó là chừng nào nó cân? Bây giờ lúa nó nhũng lại, nó hẹn tới gầm 16 giờ phải tới giờ mình không cắt thì lúa của mình nó chín nó gục. Dạ. Giờ bắt buộc rồi phải cắt để đó, để kệ mẹ nó, giờ nó nhốt những nhốt kia, giờ nếu mình không cắt thì lúa mình nó chín nó gục nữa. Tại vì quá trời cả trăm ngày mới cắt. Để ăn đóng đó là nhốt là chắc rồi. Thì chắc rồi đó. Nếu mà mình không cắt thì mình để ngày qua ngày khô hoài chứ nó đâu phải là nó tự. Rồi của chị cái này OM380 thì chị cắt được bao nhiêu bao? Công chị mặn cắt được cỡ cứng tấn à. Được cỡ 1 tấn thì nó cũng giống như cái lợi nhuận mà chị nói đó ha. Hên là mình là ruộng nhà. Đúng rồi, ruộng nhà. Rồi. Cũng muốn mà thì người cho mướn 3 triệu có, 2.500 có, 2 triệu có, như 2 triệu thì như trong ruột. Còn dạ. Như nằm cặp gì đi thì 3 triệu, 2.500. Đúng rồi. Đó. Thì 2.500 đó em thấy, nhưng mà mùa này đó rồi tiền phân thuốc trên 2 triệu nữa. Dạ. Nó thì hết 5-6 triệu mẹ nó rồi. Coi như nếu mà ruộng mướn thì coi như là lỗ rồi. Lỗ. Không lỗ thì khoa thực cũng khó rồi. Nên là của mình cũng là ruộng nhà. Đúng rồi. Rồi. Em cảm ơn chị nha. Dạ. Chia sẻ rất là thực tình. Thực tế để mọi người ta biết. Cũng mấy ông nhà nước này cũng vừa vừa cho dân thôi chứ làm quá dân mặn muốn chết luôn, dân cái lưng ra
đây mà mặn mấy ổng làm gì đó. Mà lúc lưa chưa mặn thì mấy ổng 90.000 ký. Dạ. Dân mừng hết, chứ mừng gán o lúa xịt đổ vô xịt. Thế tới gần chín cũng phải xịt nữa, xịt nặng cho mình đỡ một chút xíu. Dạ. Nói chuyện xịt rồi giờ mấy ổng sụt xuống rồi coi mình chết hay là ổng chết. Đó. Nói vậy đó rồi mấy ổng sao? Mình thấy có lúa có giá cho nên mình bổ bồi bổ thêm cho nó. Bồi bổ thêm nặng cho cái cây lúa học lúa cho nó no. Nó đẹp. Tí xíu nó đẹp. Dạ. Một tí xíu. Ăn cho mình có mà để nhận chút xíu vậy đó. Dạ. Mà bây giờ mấy ổng sụt đó rồi dân nó lỗ. Khi đổ vô bồi bổ vô thì bắt đầu lúa nó sụt xuống. À, rồi bây giờ như chỉ có tiền chị mua mà tiền phân mặt á thì nó đỡ chút, còn mấy người này không có nó mua chịu không rồi bán lúa đem ra trả cho mấy người kia. Em biết lời dữ lắm nhiều luôn chứ không phải là không lời đâu. À, tức là cái phân đó người ta lời á ha. Rồi phân thuốc gì mua tất cả hết trơn một cái một rồi tới chừng bán lúa rồi đem ra trả cho người ta. Dạ. Rồi em hiểu rồi. Làm sao? Rồi cảm ơn chị nha. Rồi, dạ, dạ dạ em cảm ơn. Mấy ăn lại thiệt tình. Bây giờ gãy ra đặng làm vụ sau đây ha. Gãy ra đặng cho mình đốt cho nó đều đều để mua phân lúa mình nó tốt tốt một chút. Dạ dạ. Rồi. Rồi em cảm ơn chị. Tại vì bà con cứ thắc mắc là tại sao á là cứ giá lúa hôm nay nó cứ sụt rồi nó cứ sụt liên tục vậy á, là do cò hay do lái hay như thế nào á? Nó thừa cỏi lái không phải bên bộ phận ổng điều hành bên giao qua lúa gạo á. À do ổng điều hành á. Điều hành lúa gạo. Xuất khẩu gạo cho mình á. Ừ. Chứ nói cò lái thì nó cũng không chính xác. Không chính xác. Người ta làm theo cò lái thì làm. Ví dụ nó thừa lái thì đỡ bỏ cọc 400-500 ngàn, 3 ngàn thì ta mặn đổ ra chứng bỏ cọc được. À. Bỏ cũng không bỏ đâu. Đúng rồi. Chứ phải như ta mặn lại thừa cò lái thì được. Mà người ta bỏ cọc thì người ta cũng mất mát chứ đúng không? Mất tiền, nó mất rồi. Ừ. Theo anh cái vụ này thì như vậy thì cò lái bỏ, có những nơi người ta bỏ cọc luôn, vậy thì người ta lỗ nhiều không? Người ta lỗ một cọc, bỏ cọc còn 300 ngàn đó, hoặc 500 ngàn thì bỏ một cọc 700 công rồi vài chục triệu vậy đó. Dữ vậy đó hả? 1 ngàn công thì vài trăm triệu. Rồi như vậy thì làm sao cái vấn đề mà người ta bỏ cọc đó, mất mát đó thì bên công ty có bồi thường lại cho người ta không? Không, nếu mà cái đó mà hoạt động công ty chẳng bỏ được mà, công ty nó đâu có lấy lúa bỏ gì đâu. Vậy là cò lái cũng chịu chấp nhận lỗ luôn. Đó, bỏ. À. Rồi ta bán người khác bán rẻ lại như này mua 8,5 giờ còn 7,2-7,3 vậy nè. Ờ. Hiện giờ ăn chắc là 7,2-7,3 lỗ ngàn mấy. 7,3. Còn 7,3. 7,3. Thì như vậy thì bên cò bên anh là lỗ hết 7 hết ngàn mấy ký hả? Cũng như hôm đó bỏ cọc 8,5. Dạ. Ăn lấy lúa thị trường vậy đó mà 7,071 vậy, người ta kê cọc lên riêng nữa, bên nông dân chịu nữa, người ta kê lên được 73,4 vậy đó. Dạ. Cũng như cọc 300 ngàn thế, người ta lỗ thêm 150 ngàn nữa, người ta lấy lỗ ít lại. Chẳng hạn là bỏ cọc thì bỏ hơi nhiều, lỗ nhiều thế nữa. Chủ ruộng người ta cũng đồng ý, người ta bán. Dạ. Chủ ruộng đây đã mua hàng năm, đây cũng đang quen chứ, chồng người lạ, ta không bớt là bỏ cọc bắt buộc phải bán người khác. Đúng rồi. Bán khác thì kiếm lái kiếm bộng, bây giờ không ai mua cho luôn á. Ý của anh là như vậy á, là cái tình hình này là nông dân khổ mà cò lái cũng khổ luôn. Ý anh vậy đúng không? Nông dân này đã đớt rồi, chưa chắc là lỗ nữa. Đặt vô con tấn người ta cũng bán được 6-7 triệu. Mà mấy ông ngồi lái lỗ đứt đường luôn á. Lái lỗ đứt đường luôn. Chứ không phải là lái là lời đâu ha. Lái lỗ đứt đường. Chứ mình đừng nghĩ là à. Nông dân đặt vô phí công có 4 triệu mà hiện giờ 300 mấy giờ mà bán công cá tấn thì cũng được 7,72 triệu lại đặt vô hiện bây giờ 7,1 ký nè. Dạ. Nó cũng lời 2-3 triệu công lắm á. À, nông dân cũng có lời vậy. Có lời vài triệu mà lại không lời nhiều đâu, cũng lời 2-3 triệu vậy. Còn lái là đứt đường luôn. Lái là lỗ đứt đường luôn. Đứt đường. À. Cái này giờ giá như 7,3 vậy mà hồi trước tới giờ mình cứ hiểu là cò nhận giá như vậy là cò nó sẽ lời hơn. Không có cò nữa. À, cái này bữa nay nói chuyện với anh thì chính xác gặp ông cò mình mới biết được. Em chủ máy này nè, rồi rồi. Này nè. Ừ, cảm ơn anh. Rồi cảm ơn anh nha. Dạ, dạ, dạ. Tịnh là con nhà ở đâu? Dạ nhà con Phúc ơi. Cái này nè. Rồi lúc nào cũng chạy ra ruộng chơi vậy hả? Dạ. Con học lớp mấy rồi? Dạ lớp 8. Học lớp 8 rồi mà sao nhỏ xíu vậy? Dạ là ít kén ăn chú ơi. Kén ăn hả? Hay là sao? Nhà mấy anh em lận? Dạ hai. Hai anh em hả? Dạ. Ồ. Ăn nhiều vô nha con, ăn nhiều vô cho nó mau lớn lên chứ. Học lớp 8 là 14 tuổi hả con? Dạ. Gầy quá nè, chút xíu à. Hay không ơi, cái xíu à. Cái này lúa giá nó mùa giá mấy anh? Mùa về à, có 7,3 chiên chợ 7,3. Chiên chợ là sao? Mình bán này nè, mình lò ra cống. 7,3 hả? Cho nó luôn. Ờ. Này lúa của anh này được mấy công? Cái này 8,5 giờ sụt. 2 công.
Rồi hồi trước là 8.4 hả? Chị nhắm mình có lời không? Có lời ha, nhưng mà không có nhiều thôi. Thấy tăng lúa lỗ chịu mấy? Tức là mình lỗ hơn so với cái lúc trước á. Tăng lúa lỗ chịu mấy đó. Giá phân cái ghẻ được, giá phân mắc là không mẹ là thấy lỗ luôn á. Lỗ luôn. Của anh là bên nào đâu? Bên bầu á. Bầu bên đó ha. Bữa nay của anh cắt luôn chưa? Cắt luôn, hôm nay hai cái nãy cắt dài xuống luôn rồi. Của anh là giống gì? 380 mà. Ô em 380 ở đây thấy nhiều quá ha. Vậy là hôm nay là còn được 7.3 là hình như nó cũng ổn định lại ha gì anh? Không biết. Chứ hôm qua là nghe nói là còn 7.000 á. Phải không? Tại thằng lái nó mua cái đồng này mà đâu có chục năm rồi nó vớt lại. Hả, có nghe đại thơm như 77. Đại thơm như cao hơn. Đại thơm 7.7. Cao hơn 400. Đại dư quà thì 8.7. Đúng mẹ nó bởi vì cho chỗ này mua gì chứ chỗ này mua khác, bởi vì nó độc. Vậy hả? Là đất của anh hay gì? Vợ dùng vốn đủ cái đủ vậy á, ở dưới Wow Kiên Giang là 7.7 hả? 8.7. Ủa sao ở dưới cao hơn trên này ta? Đại Thơm đó. Đại Thơm nó mới cao hơn. Cao hơn nhưng mà nó cũng cao hơn đây một hết 1.000 đó, ở đây có 7.7 hả, dưới người ta 8.7. Nhưng mà Đại Thơm nó trúng hơn bằng cái này không? Cũng nó tương đương vậy hả? Theo mấy người cắt trước á thì nó khoảng được 1 tấn á, công á. Đúng không à? Không qua được tấn mốt hai nè mấy này nè. Ừ. 23 bao ông công đó. Cho nên là nhờ cái là trúng lúa đúng không? Trúng lúa nó cũng đỡ hơn. Con 23 bao rồi chứ. Ừ. Trúng lúa là công giờ giá nó không có ngon. Không chịu công. Giá thì nó không trúng. Nhờ được vụ này mấy năm rồi có trúng gì đâu. Mấy năm rồi đông sưng 800-900 kg, 700 kg à. Nhờ vụ này sao trúng lại nè. Tức là bây giờ nhờ được vụ này nhưng mà bây giờ vụ này thất giá là nó khổ phải không? Rồi mấy vụ sau thì sao? Sao nữa? Thì mấy vụ sau bằng 700-800 kg, 600 kg à? Mà không biết giá mấy vụ sau làm sao? Mình đâu biết được đâu. Tức là thường mấy vụ sau nó thấp hơn vụ này. Không có lợi nhuận bằng. Không có lợi nhuận bằng vụ này. Nhưng mà vụ này như vậy và nó đã mất giá vậy mình đã khổ rồi đúng không? Được giá phân thì cũng được nhưng mà là giá cả nó nông dân không có lời không? Không có lời không nha. Nhưng mà nó ổn định được mức giá 7.3 rồi. Không có lời lắm nhưng mà cũng không đến nỗi tệ lắm phải không? Tại có nhiều người than quá. Theo anh thì mấy cái người than quá đó là ta mướn đất hay sao? Làm ít bỏ chi phí ra hết luôn đúng không? Làm ít thì chi phí không có lợi nhiều. Cái làm tao than là đúng rồi. Đây đất đâu có nhiều đâu, người ta cao 4 tấn, 2 tấn. Mà còn mướn nó mới chết. Còn nếu mà đất nhà thì dù sao nữa nó cũng đỡ hơn ha, ý vậy. Đất nhà thì nó đỡ hơn. Ủa cái này tập kết đây hả? Sao thấy cái kia ông kia chạy đằng kia ta khác nhau hả? Khác nhau. Tập kết đây không Phương? Xe lại xúc luôn hả? Cái này ta đem về còn bắt kéo anh kia ta mà đi mình đi. Cái này riêng để người ta để riêng nha. Tình hình đúng là mấy hôm nay cũng căng thẳng lắm. Căng mình táo lắm anh, có năm mình đang mình chuyến này. Táo tết. Ngày 100% mình. Đúng rồi. Bữa nay gần mấy ngày nay mới đánh dân mà nó biết luôn. Rồi xong. Lúc cái chưa cắt. Biết nói là chặt, là không biết nói là chặt, không có đặt đâu.
bị động quá cho nên mọi người ta cũng mất tinh thần á. Cái đó nói chung mình cũng nắm được tâm lý của mọi người á. Mấy người là đây quen quen à, mình đưa giá là một cách mình lấy đỡ cho con mấy người là tái là bỏ cọc luôn hả? Tức là mình mua mà lỗ hơn so với mình lấy mình lỗ hơn. À, mình thà mình bỏ cọc mà nó khỏe hơn, khỏe hơn, nó nhẹ hơn. Vậy là năm nay cò lúa cũng sổ bình ha. Bây giờ ruộng lấy ăn đổ thì 100 cánh thì ăn đổ 30 triệu, ăn lấy phải đổ 50. À. Ăn bỏ thì ăn bỏ vụ đó vụ sau mà ăn khó quá người ta cũng ghét. Đúng rồi. Giống như có trước có sau mai mốt coi như ông bây giờ ông lấy lúa cho bà con là coi như ông gồng mình đó. Gồng mình lấy lại. Đúng rồi, tôi hiểu rồi. Mình hiểu rồi. Như này thấy đổ ra nhiều con này phải lấy, lấy ăn tôi bị mình ăn ở đây cả chục năm rồi. Theo ông vậy thì cái mình mua ở cái giá 7.300 này một công mình lỗ khoảng bao nhiêu? Công lỗ ra 150. 150 một công. 150 ngàn. Vừa mất công chi phí đi tới đi lui mà vừa mất tiền lỗ nữa đúng không? À, lỗ chứ mắc 150 ngàn chi phí về đi. Đó. Chứ không phải là cò là ngon đâu. Phải không? Lái lỗ 150 ngàn với đi em nhậm 250 ngàn, lỗ có 300 ngàn đâu. Ờ, có 300 ngàn cò. Bởi tình hình nó vậy là lỗ chung chứ không phải là nông dân bị lỗ hết. Đang nói lái là lái với lại không có tiền cò đồ. Cái lỗ này không có đâu. Rồi, xong rồi. Không có làm bạn, nhưng lỗ chăng có lượng chỉ. Bởi vì khổ. Còn hai vụ sau mà cũng khó ăn lắm. Lúa nhiều khi lúa nó không trúng rồi mưa gió nó ngã nữa. Ý là mình có thể là cái vụ này lời để bù qua mấy vụ sau. Ừ. Nhưng mà cái vụ này mà nó lời ít thì mấy cái vụ sau hơi mỏng ha. Mỏng, hơi khổ hơn. Sau cực lắm mà mưa gió rồi nếu mà chỗ lên gặp mưa gió nó sập cái là thua luôn á. Thua luôn. Trơn lỗ luôn. À. Như vậy là năm nay bà con cũng hơi bị khó khăn chút. Là cái vụ mà trúng thì nó lại là không có được giá rồi. Và những cái vụ sau thì hên xui lắm. Rồi hên xui lắm. Mà lúa đứng đã gặp mưa gió nó sập ra là lỗ luôn á. Là lỗ luôn. Cái OM380 này thì thường là được 1 tấn. Tức là khoảng 18 tới 20 bao anh ha. Còn những cái giống khác năm nay ổn không? 20 bao. Ở sông khác thì không biết chứ đây bằng 380 không ạ? 380 không ha. Ừ. Ở trên kia làm 504 cũng qua đó cắt của tôi luôn vô. Bên kia chưa có bao mà. Ừ. Ở đây người bằng 3 công, 2 công, 5 công nó đâu có ai cũng nhiều đâu. Dạ. Hay nữa để sớm thì không tiện nhau. Vì vậy thì theo anh thì cái lợi nhuận mà nếu mà mình 380 này ở mức mình thu một công hơn 1 tấn như thế này á, với cái giá mà 7.300 đúng không? Thì một công vậy mình lời được khoảng bao nhiêu? Công lời có 4 triệu à, vụ đông sinh là 4 triệu à. Cỡ 4 triệu. Ừ, 7.300 rồi mà cũng còn lời 4 triệu anh hả? Ừ. Tức là cũng ổn, ok. Ừ. À, cũng được. Tiền phân, tiền giống, tiền cắt đồ, tiền thuốc đồ. So với mấy chỗ khác nó thấp hơn. So với mấy chỗ khác bán thấp hơn người ta. Ủa sao ở đây mình lại bán thấp hơn mấy chỗ khác vậy ta? Vậy, biết rồi. Nói. Là do lái người ta mua vậy hay sao? Hôm đó ở dưới là nó mua là 8.000 gì đó mà lúa cái này nó sụt xuống là nó còn 8.700 đó. Mà sao tại sao mà cái vùng của mình là Ô Môn đúng không? Ở đây là Ô Môn ha anh? Ô Môn. Mà sao giá nó lại thấp hơn so với những chỗ khác, là do lái mua hay là do anh sao? Do không biết do sao, do cò hay sao? Cò lái hay sao mình không biết ha. Rồi hay là cái lúa của mình nó không có đẹp bằng hay sao? Cái dụng dưới lúa nó đâu. Mà này dụng đất này là lúa nó màu nó mới đẹp hơn dụng dưới dụng nước mặn mà. Ủa, tức là lúa của mình đẹp mà lại bị vậy là bị ép giá hay như thế nào ta? Chắc là vậy rồi. Chắc là vậy rồi. Trên lệch Các anh chị và các bạn luôn là người nhận được video sớm nhất mỗi khi Giải trí Miền Tây phát hành video mới. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại ở video sau.